Rồi thì cái đám thả lát xong của mình đã cho mấy bạn. Đó một đốm. Cái bên kia là cái vườn nho đó à, bên kia cái vườn nho mọc sùm tu bù xí bú. Đây cái hai ba tuần mình không xuống cái thả lát xong nó lên như thế này nè. Quá chừng quá đổi không. Đó giờ là mình thả cho con mình ra, thả cho tụi nó ra nó chơi. Đó măng của mình nó lên đây nè, cái mấy nó một măng nó lên ở đây nó khô quá à, đây thả cho nó ra. Đó cho mấy anh mấy chị đi ra chơi. Chiều rồi mấy gà không còn cọng lông nữa, gà chị Hải gì lông không à, còn gà mình nó không còn lông rồi, bị gì nó bị đập máy quá rồi nó. Gà trống cũng đá lộn cũng không còn cọng lông luôn. Đang ngỏng cái con vịt Bắc Kinh trắng ở đây. Đó. Ba con vịt xiêm đây, có một con mái trong nó còn ấp nữa, hai con vịt xiêm trống, hai con mái. Đó. Hai con vịt kia bạn, con vịt kia vịt tàu. Một con vịt tàu, một con vịt Bắc Kinh. Ý một con vịt Bắc Kinh, một con vịt ta. Đó, con vịt ta là vịt con, vịt trời là vịt con đó con. Đó, cho tụi nó ăn chút xíu chờ ba nó xuống coi coi sao. Có thấy ông già tiếu của tụi con ở đâu đâu rồi. Mấy con gà mái của anh nó không còn một cọng lông trên lưng mấy bạn, thì gà trống quá nhiều đập mái nó riết nó không còn cọng lông luôn. Bạn coi giờ mình thấy một gớm luôn, ghê luôn, tội nghiệp đó. Bởi vậy mình nó xuống đây mình thả nó ra mỗi ngày cho nó tụi nó, chứ là mình muốn bắt hết mấy con gà trống lên, chỉ chừa đây một con hoặc là không chừa con nào hết luôn, tại vì bây giờ là mình không có ấp trứng gà. Rồi nó cắn, nó đập mái, nó cắn tới mấy con gà mái là cái mình bị thương luôn đó. Nó dữ vậy đó mấy bạn. Mình thấy cái cảnh mấy con gà mái của mình thấy thương, thấy tội nghiệp quá, thành ra nó mới hối anh làm cái chuồng mà đóng riêng, nhốt gà trống riêng đó, giống như chị Hải vậy đó mới được. À, anh chị xem anh cũng ăn, thích ăn rau ha, bị không có thả ra, không có rau ăn mà thả nó ra vài bữa là sạch hết xong để làm không còn cộng nữa mấy bạn. Thôi mình đã cắt nước rồi, mình đi xuống dưới đây vậy mà mình cũng mệt. Đừng chứ con chưa đừng lời ăn chứ đây. Ý, mình xin mời các bạn cái trái này, trái đèo đèo đặc đẹp này, này mình ăn, mình xuống dưới gần dưới này mình mới thấy, chứ còn ở trên kia thì mình hái hết rồi. Đó rồi xin mời mấy bạn mình thử nữa coi này nó ngọt hơn ở trên hay không. Nó cũng ngon, ngọt ngọt và nó còn có hơi chút vị chua, tại nó chưa có được dạ đỏ lắm. Ấy là phần tụi con. Cái trái thanh long mà nó ngọt thì mình để cho bạn coi. Cái trái nó khô đét như vậy đó mà nó rất là ngọt mấy bạn, để mình thử đó nha. Các bạn mình ơi, nó chỉ to bằng một ngón chân cái thôi là không hơn không kém. Anh lên ngồi ngậm đuôi thuốc đó, anh cho con anh ăn đó. Rồi thôi mình thử cái này nha. Rõ ràng y chang cái trái này nó ngọt hơn thiệt mấy bạn, ngọt hơn thiệt á. Sau đây là một cái trái này nữa, nó cũng đều đẹp nữa, mình thử nữa. Đó, mấy bữa đi làm đó thì mình phải ảnh để, phải để cái thùng nước nó hứng, nó đầy nguyên một thùng vậy đó. Về rồi cái chiều về cái cho nó hứng cho nó vậy, để cho nó suốt đêm nó một ngày tụi nó uống bao nhiêu nước đó đó. À, cái đây cây này cũng mình cũng lột rồi, mình xin thử cái này luôn. Mấy cái mình lựa đó quả thiệt là nó ngọt thiệt, cho nên mình chỉ thích ăn cái mấy trái đẹp đều thôi, mình không ăn cái lớn. Cũng có thể nó ngon nhưng mình không biết được, nhưng mà tại vì mình thích ăn trái nhỏ vậy thôi, từ nhỏ tới lớn mình cứ ăn trái nhỏ vậy. Đó lên vô trong ngồi cho tụi nó uống nước á, cho ăn cho uống, mình chỉ ngồi đây mình chơi mình coi thôi chút rồi mình lên mình tưới sao. Có giờ nước anh để ở đâu vậy anh? Ok để em qua bển anh tưới chứ.
Ôi, lâu lâu mình xuống mà thăm con mình, mấy có đứa nó còn đương ấp ở trong nó không có ra mấy bạn. Đó. Đấy, ảnh đi qua bên kia đó, lội qua bên kia, nửa thứ bên kia đó. Bên đây nó chỉ là 1/3 thôi, bên kia mới là 2/3 đất. Hôm qua bển có mấy cây cam quýt với lại lựu mình trồng trong đó đó. Có mấy cây táo tàu nữa, nhưng mà mình không có ăn. Chỉ là trồng chơi cho nó giữ đất thôi chứ mình không có ăn. Xuống đây giờ nó bị vùng mắt, bị cắn đau quá, thành ra là mình chắc mình phải chọt cho chuột lên. Đó, cái bụi tre đó, cái bụi tre của mình á, tre này không biết là tre gì. Nó cũng to đó mấy bạn, nó kêu là dây rồi nó, nhưng mà do là cây măng nó mọc lên á, này kia nó hết đất rồi. Thì mình phải tẻ ra đó mà mình chưa, tụi mình cũng chưa có rảnh nữa. Đó, muốn xuống mình lấy một mớ cái cây sậy lên để mình chọi mấy cái cây bông cẩm tú cầu của mình. Nhưng mà bữa nay sáng mai chứ giờ chiều chiều nó cắn mình đau quá trời. Rồi, chắc mình chuồn lên trước cho mấy bạn ơi. Rồi.